Rồi, hôm nay mình sẽ sửa con TV Toshiba 32 inch. Con này thì đang có triệu chứng là cắm vào là nhảy CB các bạn ạ. Thì mình phải mở ra kiểm tra. Nhưng mà con này mình có kinh nghiệm là nó hay bị chết cái phần cao áp của cái đèn huỳnh quang. Nó không phải đèn LED nhá, dòng này dòng đèn huỳnh quang. Thì đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra cho các bạn này, xem cái phần nguồn nhá. Đấy, AC mà các bạn thấy nó lên rồi này. Đấy, trên tụ DC đến diode là đã lên cả hai chiều luôn, để chứng tỏ là nó có chập ở phần ở đấy. Bây giờ mình sẽ tháo bo ra để mình kiểm tra xem phần nào phần chập này. Trước tiên mình sẽ kiểm tra phần tụ này. Đấy, bạn thấy không? DC mà lên cả hai chiều. Đấy, mình kiểm tra cái phần phét. Đấy, hai con phét này có vấn đề đó các bạn ạ. Nó giận cả hai chiều. Mình tháo một con là mình đo này. Đấy, ok. Nó không còn lên nữa. Như vậy chính xác là nó đã chập cái phần cao áp. À, mình có thể bỏ, bạn nhìn thấy là nó nóng, nó chảy luôn cả cái nhựa bên dưới đấy. Thì thường trong trường hợp này á, thì chúng ta sẽ phải thay cái phần cao áp, thậm chí là thay luôn cả cái đèn huỳnh quang bên trong. À, thì mình thường thay cho khách hàng bằng LED luôn, tức là thay về huỳnh quang. Thì bây giờ mình chuyển sang sử dụng đèn LED. À, thì đèn LED thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn, tiết kiệm điện hơn và tuổi thọ nó cao hơn, và khi mình chạy không nghe tiếng ồn tiếng rít của cao áp. Đây mình sẽ tháo cái mặt cái ốp bảo vệ của màn hình. Dòng này lỗi này là phổ biến các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái màn hình này ra này. Trước mình phải tháo cái dính ở đây. Ở đây đang cố định cái bo táp này. Ok, thì bây giờ mình sẽ tháo luôn cả cái phần background đèn nền. Thì bạn thấy không ạ? Đây chính là cái phần đèn huỳnh quang. Nó không phải đèn LED nhé, nó phần huỳnh quang. Mình sẽ tháo hẳn hai cái cover hai bên này cho bạn xem đây. Thì nếu để ý kỹ bạn thấy là nó bị chập đen. À, trong ống luôn, nó phóng nó, lâu ngày mà nó phóng nó bị già lão hóa, tức là đến cái lúc phải thay thì chúng ta cũng nên thay. Nếu không chúng ta cứ sửa thay thay phét vào thì nó rồi cũng nó sẽ bị lặp lại các bạn ạ. Nó cũng sẽ bị tình trạng là phóng điện, tại vì phét nó không chịu được cái rung dội cao. Thì đây mình dùng cái loại led này, led 12V các bạn ạ. Đây mình test thử các bạn xem này. Đấy, nó sáng này. Đấy, thì mình sẽ bóc cái lớp mà chống mưa ra, là vì trong này là nó không cần để dùng đến cái lớp đấy. Mình sẽ tháo nó cho nó sáng, và mình sẽ đi đi dọc theo các cái đèn LED, xin lỗi, các cái đèn huỳnh quang cũ của nó. Mình sẽ đi dọc như vậy. Đoạn dây này rất linh hoạt các bạn ạ, nó thể uốn lượn quanh co rất là dễ dàng, và nó có băng dính ở phía dưới, nó dính rất là chắc. Đấy, thì đoạn này hết một cuộn, mình sẽ nối tiếp với một cuộn thứ hai. Nó cho phép mình nối, hỗ trợ mình nối. Đây mình sẽ dùng kéo để mình cắt cái phần mà đấu nối một dây điện để mình hàn, lát mình hàn cho gọn. Rồi mình đấu nối dây điện vào thì khi nó chiếu lên nó sẽ bị bóng cái dây điện và nó tạo cái hình ảnh không đẹp. Các bạn có điều kiện thì có thể đi dây dày hơn một chút. Khi mà đi dây dày thì anh cường độ ánh sáng nó sẽ sáng hơn. Nó sáng thì nhìn cái màn hình nó sẽ rực rỡ hơn. Đó. Đấy, trong trường hợp này thì mình đi đúng theo cái cấu trúc LED nền của đèn huỳnh quang. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho nó ra, mình sẽ hàn cái phần tiếp nối của, đấy, và cho nó đi ra phía mặt sau, để lát mình sẽ sử dụng cái nguồn của bo. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp lại nha. Đấy, đặt tấm nền lên này, sau đó mình sẽ đặt cái phần bo viền. Rồi, sau đấy là sẽ đặt panel lên và sẽ khóa panel lại. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối cái phần bo hiển thị này, và kết nối cái phần bo nguồn. Ở bo nguồn thì mình sẽ lấy cái nguồn 12V của loa, vì cái bo đấy nó có xuất ra 12V cho loa thì công suất nó khá lớn. Mình sẽ cấp trực tiếp vào cho đèn nền, và mình sẽ bỏ phần cao áp đi. Bây giờ mình sẽ hàn cái dây
cho vào cái cầu đấu của cái đèn led nền. Sau đó mình sẽ cắt các cái chân vào cuộn cao áp. Đấy. Thì nó cũng khá là đơn giản. Cái này nó không có bảo vệ cao áp hoặc là lấy tín hiệu cao áp. Cho nên là khi chúng ta cắt ra thì nó vẫn chạy bình thường các bạn nhé. Nó không có báo lỗi cũng mà nó vẫn chạy bình thường. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lắp đặt cho các bạn xem này. Mình sẽ test này. Mình sẽ cắm dây cáp HDMI mình chiếu trực tiếp từ cái laptop của mình ở bên dưới. Rồi, ok nha. Bây giờ sẽ bật nguồn lên này. Đấy, có đèn nền các bạn nhé. Ok rồi, vậy là nó chạy bình thường rồi. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem về cái phần tín hiệu của laptop của bạn. Và mình sẽ bật laptop lên này cho các bạn thử xem thử là đấy, ok laptop chạy. Tại vì cái đèn mình chiếu hơi hơi sáng nên mình sẽ tắt cái đèn này các bạn. Này, nó rất là rực rỡ luôn. Ok mà các bạn. Đấy thì bây giờ nó chạy rất là êm, nó không có tiếng rít của cao áp nữa. Như thế là ổn rồi các bạn ạ. Nếu các bạn nào mà có cái bệnh hoặc là khách mang tivi tới có bệnh tương tự thì các bạn cứ làm theo phong cách của mình. Thì mình xin chia sẻ cho các bạn để là có cái cách giải quyết tốt nhất cho cái loại tivi này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.